Sam Charajeska Bruska. Lên tập chữ nó đúng ba cái đấy. Chúng ta gặp lịch sử. Tình yêu của tôi. Tôi đang kiếm sự thôi nè. Có nhưng mà tôi chưa. Xin chào quý vị và các bạn về chúng ta lại theo dấu chữ 100. Kính thưa quý vị, có lẽ là mong muốn chủ nhân của chương trình thì mong muốn chiến thắng của chúng tôi, những người thực hiện chương trình luôn luôn mong muốn là quý vị và các bạn sẽ dành tình cảm của dấu chữ 100. Trong một tình khác thì chúng tôi dành lời chào mừng lần nhiều nhất cho người chơi chính chúng ta khi đã trở lại. Và thực ra trong chương trình trước, nếu như chúng ta có thêm chút xíu thời gian với tôi thì biết nào. Còn ngày hôm nay thì ngay khởi đầu chương trình thì chị có đối đầu một tương đối chiến thắng. Cảm xúc có khác nhau lắm không ạ? So với kỳ trước thì chị vừa được chơi thế này. Cảm xúc của tôi lúc này thì tôi thấy rất là đáng nghe mấy tuổi và tự tin. Câu hỏi của chúng ta như sau,
Trong cơ thể. Bao tiêu cái chuyện với đứa con. Sáu ngày.